Chị đi, mở đi. Nhanh, 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 mở, mở, mở. Khui hộp. Cho ta không? Xem cắm lấy nó biết đi. Đi. Cái này thì như có số rồi. Không có gì không nữa. Có số 4. Hai số đấy. Đây. 44 rồi. Một số để mà chết à? Nhanh không mẹ về bây giờ đấy. Trong cái nến ngon. Nến ngon á? À? À, nhìn cái nến nó muốn ăn. Cắm vào thật vào xem nào. Cái này không có cái gì cắm à? Cái này chọc xuống luôn à? Có mà. Sao nào? Kiểu gì nó chả có cái đỡ. Cái này thì cắm thật nó hỏng chứ. Làm gì có cái gì đâu. Hả? Cái đầu á? Không có gì à? Không. Để xem trong cái túi nó có gì. Cái này là cái gì? Nào. Chẳng lẽ mát nhỉ? À để tủ lạnh quên. Mát nhỉ? Thế gắn gì? À hình như nó có chân để cắm xuống mà gãy à? Ờ đâu ngồi nó có chân mà. Thế nào ăn gì? Cái cắm sao được vào? Đặt mỗi bên một số. Đấy đúng rồi, đặt đấy được. Cắm thử cắm hắn xuống. Khỏi đổ này. Bốn gì? Tuổi 44. Hả? Cắm đây tí đổ đấy. Hí hí. Chuẩn bị tắt điện đấy. Từ sang nào đánh. Vẫn được à? Hả?